mình bây giờ mình dắt mẹ đi coi nhà nha. Okay, bây giờ mình let's go cho ông coi. Bây giờ mình giờ sẽ quay cho mình nha để mình đi nói chuyện với bà bán nhà nha kìa. Dạ. Ok, let's go. Go. Wow, nhà đẹp quá. Đó. Giờ mình sẽ quay cho các bạn coi cái nhà này nha. Cái nhà này đẹp lắm. Nhà này thì không có đổ trong nha các bạn. Wow. Wow, rộng quá. Rộng quá. Well, this is different. This is the same as the one in the model. So they had a big long dining table right here, and then the couch is facing this way. Wow, big one, huh? Tại vì không có đồ cho nên nó rộng lắm luôn á. Yeah, you could do the TV either right there, or you could do it over here. No, I'm sorry, because TV over there and the kitchen the same, yeah. It's good, you know. And then you got everything all in the same room. Yeah. Wow, rộng quá. Yeah. Let me show. Yes. Cái bếp. Cái nhà này ông xã đang show cho các bạn coi. 2,500. Giá bao nhiêu ông xã? 500 các bạn. Cái nhà này 500,000 đó các bạn. Cái nhà này là nó xây xong hết rồi. Bây giờ mình chỉ có vô mình ở thôi đó. Mở ra cho các bạn coi đi hả? Cái màu này là màu gray á. Màu gray hả? This one the TV tủ lạnh. And then a laundry room, and then we have the three-car tandem garage out here. What's three for that? Three. Oh, cái này là chỗ lo giặt đồ đó. Đi ra nó ra luôn. Ông xã, sao mở cửa chi vậy? I have three cars. So you do? Okay. Wow. Ông xã sẽ để được 3 chiếc xe. Yeah, big one, huh? We can go. Wow, rộng á. It's your baby and my mom. Yeah. Okay, go. It's hard to get three-car garages in one-story homes. Yeah. You can go. It just slowly shuts. Cái chỗ này là chỗ để tủ đồ kho nè. Trời ơi rộng dễ sợ. This will be just sheetrock, but we cover it all in the wood paneling for a nicer look. But I like the kitchen over there and look the TV. It's good, you so know. So you can cook and yeah. play and still watch TV. What's this room? This is an office. Ông ngoài đó là phòng ngoài là sao các bạn? If you don't, we converted this into bedrooms, like people that need four bedrooms. One is a bedroom for people. We could put a small closet right here. Instead of having two doors, we can do one door so that you can have the closet and then not have the glass. Cái phòng này là cái phòng gì đây? Phòng như study. Nice carpet. Wow. Nice study room. Something like office room. Right. Office room. Wow. But look like the ngủ luôn, phòng ngủ vậy. It could be some people have made this into like a media room, like your TV room. They'll do a TV and a couch and something like that. Yeah. We call it a flex room, so people can do with it whatever they like. Ở trên nó có mấy cái đèn light đẹp lắm. Two door, double door is good. Oh, nice ceilings. Very new. That's good. Cái này
So what size is it? Like 15, 20? I have a floor plan out there. We can look and get the dimensions. I think about 15 and 20. Big. Cái ở trên nó đẹp quá đi. Yeah. Cái đó đó. Yeah. Yes. Man, cái này đẹp nè. Yeah. Look at that. Wow, it's good. Yeah. Đẹp lắm luôn á. Có cái bồn nè. Wow. Bồn tắm đứng. Nice big shower. They've got the handheld wand in there in addition to the rain head. Wow. Isn't that nice? Yeah, look cool. Đây. Đang xây mà. Khu này khu mới mà ông xã mình đang đi khu mới mà. Đi qua cái phòng kia đi. Right here, bên này. Is the bathroom over here? Well, this is a bonus room that we've added, and so instead of like in the mom home, it was the wine room. But right here on this home, we've made it a side patio. Oh, side patio. Yeah. Có hai cái patio luôn. Two patios, yes. Yeah. Yeah. Bên đây cái patio, bên kia có cái patio. Wow. Yeah. This one? Maybe my mom? Hai ngàn rưỡi. Nhà này không có lầu. Nhà không có lầu, dạ. Nhà này nhà nhỏ hơn tí ha. Cái này có restroom, cái phòng này có restroom trong luôn nè các bạn. Nhưng mà nó không phải là rộng phòng master bed. Còn cái này cái restroom ở ngoài để cho mọi người cùng đi chung á. Cái cổ có đẹp ghê không? Wow. Ôi, phòng nào cũng có phòng tắm hết á. Thì nhà này bao phòng tắm mà. Bao phòng tắm, bao phòng ngủ, bao phòng tắm hả? Ngủ. Nhưng 4 phòng lận, nếu muốn là 5 phòng cũng được. Là cái phòng hồi nãy á hả? Phòng cũng như thế, phòng kia cũng ông xã, hình như cái phòng hồi nãy đúng không? À. Cái phòng hồi nãy mà double door khi mà bà chỉ á đúng không? Đúng rồi. So can we see outside? Spray foam insulation, low E, energy efficient windows. Wow, very nice patio. Brick, stone, and stucco are all we build out here. We don't use any siding. Yeah, no siding. No. Yeah, I like it. My house, all brick. Yeah. You pay a little more to have a house that doesn't have siding on it, like, but it's a lot like better home. I got the stone. Stone. Yeah. Yeah. That's a beautiful home, isn't it? Yeah. Okay, thôi giờ mình đi coi nhà xong rồi. Nhà rất đẹp. Mình sẽ đi coi thêm nhiều căn nữa để mình quyết định. Thì bây giờ mình chào bạn nha. Cảm ơn bạn, hẹn clip sau nha. Okay, see you.